Theo thống kê từ nhiều nguồn, 70% nam giới từng có quãng thời gian thủ dâm đều đặn hàng tháng cho đến khi họ lập gia đình. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là như thế nào là đều đặn và như thế nào là quá đà? Trước khi đi sâu vào câu hỏi đó, có lẽ video cần điểm qua một chút về những lợi ích cũng như tác hại của thủ dâm để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này. Thủ dâm là gì? Thủ dâm là cách an toàn để khám phá cơ thể chính mình, gia tăng khoái cảm khi quan hệ và giải phóng năng lượng tình dục. Ở nam giới, thủ dâm là hành động kích thích dương vật cho mình đến khi đạt được cực khoái là ngưỡng xuất tinh bằng nhiều cách, có thể bằng tay hoặc bằng dụng cụ hỗ trợ hoặc bằng một cái gì đó khác tùy theo sở thích tình dục của mỗi người. Xét về một phương diện, thủ dâm là cách giải quyết nhu cầu tình dục khá an toàn. Nó sẽ mang lại một số lợi ích sau nếu như thực hiện đúng cách. Thủ dâm với tần suất vừa phải mang lại nhiều lợi ích sức khỏe về thể chất và tinh thần. Các hành động kích thích ham muốn và khoái cảm tình dục, trong đó có thủ dâm, sẽ giúp bạn thư giãn, ngủ ngon hơn, giảm chuột rút, cải thiện tâm trạng, tăng cảm giác vui vẻ, thoải mái, giải phóng năng lượng tình dục. Bên cạnh đó, thủ dâm cũng gây ra những tác hại như làm ảnh hưởng tới tâm lý. Đã bao giờ bạn thủ dâm xong và cảm thấy thất vọng về bản thân mình? Bạn ăn năn, trách móc bản thân vì đã không kiềm chế được cảm xúc để rồi lại phải xuất tinh nhằm thỏa mãn cơ thể? Hay là sau khi thủ dâm, bạn sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục như thế này sẽ không thể nào có con được? Chính những suy nghĩ này sẽ làm tâm lý của bạn rối bời, áp lực, dần dần sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập và công việc của chính bạn. Bạn sẽ trở thành tín đồ mù quáng của thủ dâm. Đúng, bạn sẽ nghiện hành động tự sướng và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống. Ví dụ như bỏ lỡ các hoạt động hàng ngày, bỏ lỡ các sự kiện xã hội quan trọng, bỏ bê công việc hay chuyện học hành, mất cơ hội tham gia các buổi hẹn với bạn bè và gia đình. Nói tóm lại, chứng nghiện thủ dâm có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh và cuộc sống hàng ngày. Nếu dành quá nhiều thời gian để thủ dâm, bạn sẽ bị giảm năng suất công việc hay việc học tập. Không những thế, tình trạng này còn làm tổn thương cảm xúc của những người xung quanh vì bạn không còn dành nhiều thời gian hoặc không để ý đến mong muốn của họ như trước nữa. Cuối cùng, thủ dâm làm giảm độ nhạy cảm khi quan hệ. Khả năng xuất tinh ở nam giới phụ thuộc vào nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó có tâm lý và cảm xúc. Thứ nhất, 90% nam giới thủ dâm trong sự lén lút. Tức là bạn luôn chờ đợi một khoảng không gian và thời gian không có ai xung quanh để thực hiện thủ dâm. Chính vì sự lén lút này đã khiến tâm lý của bạn phải thúc giục mình cần phải xuất tinh nhanh để sung sướng trước khi ai đó phát hiện. Điều này sẽ hình thành nên phản xạ xuất tinh của bạn. Thứ hai, nam giới thủ dâm không đúng cách sẽ lại dễ bị giảm độ nhạy cảm trong chuyện chăn gối. Trong thực tế, có người thì dùng tay để thủ dâm bằng cách nắm cậu nhỏ chặt trong lòng bàn tay. Có người thì lại cầm hờ hững và thậm chí có người lại cọ dương vật vào một bề mặt nào đó để thủ dâm. Kết hợp hai điều này lại, chúng ta sẽ dẫn đến một vấn đề gọi là xuất tinh sớm. Khi tâm trí bạn thúc đẩy bạn xuất tinh cùng với bề mặt tiếp xúc với âm đạo khác xa so với những thứ bạn đã tiếp xúc trước đó, nam giới sẽ rơi vào tình trạng xuất tinh sớm. Và cuối cùng, như thế nào là đều đặn và như thế nào là quá đà? Đối với nam giới 30 tuổi trở xuống thì tần suất thủ dâm thích hợp là 2 đến 3 lần trong một tuần. Còn đối với nam giới 30 tuổi trở lên thì chỉ nên thủ dâm 1 đến 2 lần trong một tuần. Tuy nhiên, nhu cầu tình dục ở mỗi người là khác nhau, sức khỏe thể chất ở mỗi người cũng khác. Vì thế, tần suất thủ dâm nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Ví dụ, như người thường xuyên thể thao, ăn uống điều độ có thể thủ dâm nhiều hơn mức tham khảo 1 đến 2 lần. Do vậy, khi thủ dâm, quan trọng nhất là nam giới hãy để ý cảm nhận của bản thân để điều chỉnh tần suất phù hợp với mình. Hãy lắng nghe bác sĩ Đào Thế Tân tại phòng khám đa khoa y học quốc tế 12 Kim Mã chia sẻ về dấu hiệu thủ dâm quá đà tại video ngắn sau đây. Một là nó mệt mỏi, mệt mỏi. Hai là cái đầu óc nó trở nên nó bệnh hoạn, nó quá nghĩ những cái chuyện đó, nó không sáng suốt và không thích tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng.